Ok, cảm ơn. Ăn cái này à em ơi. Số 3, số 6. Số 3, số 6. Dạ. Hãy tô nè. Dạ. 100 ơi. 100 ơi. Hello, Huy đây. Các anh chị bây giờ xong rồi, khi mình được xuống máy bay thì sẽ được phát 80 baht dạng cái phiếu thế này để đi ăn trưa. Rồi khi mà ăn không hết như thế nào thì đó thì có thể đổi lại tiền baht. Nhưng mà không biết là 80 baht ăn đủ hay không. Thì để bắt đầu mình thử nha. Mình đi lên tới chỗ ăn thử rồi mình đi theo cô hướng dẫn viên này. Rồi đi thôi. Nhà anh là ở chỗ bến xe ô tô, bãi đỗ xe ô tô của sân bay các anh chị, nên là đi rất là xa, chắc phải gần 500 mét các anh chị. Đi nãy giờ đi đuối chân rồi mà mới có được 2/3 đoạn đi. Đi rất là nhiều rồi, chuẩn bị xuống. Rồi đi vô hẻm này. Thì nó gần tới rồi. Mày quá, cũng đã tới rồi các anh chị. rồi đi vô thôi, đi vô thôi. Ok rồi, nào tham quan và chọn món ăn thôi. Quá trời món ăn các anh chị. Nhưng mà toàn tiếng Thái không à. Hy vọng là các anh ở đây biết nói tiếng Việt. Kha kha. Ok, cảm ơn. Ăn cái này à em ơi. Số 3, số 6. Số 3, số 6. Dạ. Hãy tô nè. Dạ. 100 ơi. 100 ơi. Xé giùm, xé giùm ơi. 50, cái này 50 chứ xé bên kia 50. Ủa sao xé nữa không giật ra hả? Thôi để anh xé giùm đi. Xin chào. Thôi để từ. Một anh bé hủ tiếu rất là dễ thương nha cả nhà. Cho số 1. Số 1. Đó. Số 1. Mời xuống dưới đi. Cảm ơn một con. 2, 4, 5, 6. Ok, cảm ơn. Đó hả? Anh cái gì vậy? Anh cái này á? Số 3. Anh cái số 3 với số 1. Số 6. Số 6 hả? Dạ. Ok, ok. Xuống nào, xuống nào. Số 6 ăn mì ăn hủ tiếu. Ăn mì ăn hủ tiếu. Mì. Mì, ok. Muỗng anh ơi, muỗng nó xấu xấu. Ăn hủ tiếu. Bên đây nha. Thử đi, ngửi ngón đi. Chị đi qua bên con.